Giới luật Phật gồm chung có ngũ giới, thập thiện, thập giới sa di, sa di ni, 250 giới tỳ kheo tăng và 348 giới tỳ kheo ni. Tất cả giới luật này là để chỉ dạy những hành động đạo đức của con người từ phàm phu bình thường đến bậc thánh nhân hiện kiếp. Bắt đầu tu sửa đều từ những hành động thô lỗ, hung ác, gian xảo, điêu ngoa, lừa đảo, xảo trá của loài động vật được xóa bỏ dần để biến thành những hành động đạo đức tốt đẹp hơn, cao quý hơn, tình nghĩa hơn, thương yêu hơn, hiền hòa và cao thượng hơn, vân vân. Tất cả giới luật của Đức Phật đã dạy những điều trên. Nếu ai biết lấy đó làm tiêu chuẩn sửa sai những hành động thân, miệng, ý của mình, lần lần sẽ trở thành những hành động hiền lành, ôn tồn, hòa nhã, thương yêu và đầy lòng bác ái, từ bi, vân vân của những con người thật thụ là con người, mà người đời gọi đó là những hành động đạo đức nhân bản. Những hành động đạo đức đó sẽ tiến dần lên những hành động cao thượng hơn mà người bình thường không thể sống và làm được, nên gọi đó là những hành động đạo đức của những bậc hiền thánh, của những bậc chân tu. Nó còn gọi là đạo đức phạm hạnh trong Phật giáo. Nó hoàn toàn không còn mang những bản chất và hành động hung ác của loài cầm thú và ác quỷ nữa. Nhờ đó con người sống trong hạnh phúc, an vui, tâm hồn thanh thản và an lạc vân vân, mà loài người thường ước mong và mơ tưởng. Những ai đã thực hiện được những hành động đức hạnh này thì người ấy đang sống trong cảnh thiên đàng cực lạc tại thế gian. Đạo Phật còn gọi những hành động đạo đức này là oai nghi tế hành, là phạm hạnh, là đạo đức giải thoát của người tu sĩ, tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Nó chính là pháp môn tam vô lậu học, giới, định, tuệ. Mà giới luật là pháp môn dạy đạo đức đầu tiên làm người của Đức Phật. Hành động sống của con người thật là người thì không còn mang bản chất hung ác của loài cầm thú nữa, thì đó mới thật là hành động đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người, còn ngược lại làm khổ cho nhau là những hành động của loài cầm thú không có đạo đức. Con vật không có trí tuệ như con người, vì thế những hành động của loài vật thường sâu xé lẫn nhau vì miếng ăn, chỗ ở, vì ghen tương, ganh tị, thù hận vân vân. Con người thì không lẽ như vậy được. Đã không sinh ra làm người thì thôi, mà đã sinh ra làm người thì phải sống cho đúng tư cách đạo đức làm con người, chứ đừng sống như con thú vật, chỉ biết có đấu tranh vì miếng ăn, vì dục vọng thì còn nghĩa lý gì là con người. Bởi vậy, làm người phải có những hành động thật là con người, cho xứng đáng là con người. Đừng sống theo kiểu nửa người nửa thú vật, để biến sự sống trên hành tinh này thành cảnh địa ngục, luôn luôn tạo ra muôn vàn sự khổ đau cho nhau. Tất cả giới luật của Đức Phật là những pháp môn dạy cho chúng ta tu tập, rèn luyện những hành động đạo đức làm người cho xứng đáng làm những con người, và còn tiến lên làm những bậc thánh hiền cho xứng đáng là những bậc thánh hiền. Chính vì vậy mà giới luật Phật đã giúp cho con người thoát kiếp làm loài thú vật. Làm người chúng ta phải hiểu rằng là một con vật thì phải có những hành động của một con vật, là một con người thì phải có những hành động của một con người. Và hiểu biết như vậy mới gọi là hiểu biết. Nếu không vậy mà gọi con người có sự hiểu biết thì không đúng. Hiểu biết cái gì? Hiểu biết những hành động đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Còn ngược lại, có những người hiểu biết rất nhiều, có trình độ học thức rất cao, có bằng tiến sĩ, có sự thông hiểu tam tạng kinh điển, mà vẫn thiếu đạo đức, thường mang tự ngã, xem mình là trên hết, nên thường làm khổ mình, khổ người, thường nói xấu người khác, đổ tội cho người khác khi mình làm sai, làm lỗi, nhất là rất hèn hạ khi làm lỗi mà không dám nhận lỗi.